Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Ngọc Long ạ. Dạ, con kính bạch sư, con có thử thực hành ca si ná trắng thì mình có những trải nghiệm như sau. Khi nhìn vào màu trắng vòng tròn và đầu con bắt đầu niệm trắng liên tục, khi nhắm mắt lại thì xuất hiện một vòng sáng màu trắng hình cái nhẫn, ban đầu thì rất dễ hoại, tầm 2 giây là nó bị mất đi. Con quay lại về ban đầu và lần này mình quan sát thấy là cái vòng sáng đó nó có một chu kỳ hiện ra mở đi và lại hiện ra, có lẽ đó là một sự nhiễu động nào đó đã che đi cái vòng sáng đó. Con quan sát quá trình sinh diệt của vòng tròn đó, lần đó thực hiện được 10 giây thì chúng mở dần và không còn thấy rõ. Con xin hỏi là thực hành như vậy có đúng pháp chưa ạ? Như vậy thì đã vội nhìn vào cái vòng tròn trắng đấy quá cho nên là nó sẽ mờ đi, vì nó mới xuất hiện nó còn rất là yếu. Lúc đầu cần để cái vòng tròn trắng ở trước mặt, mở mắt ra nhìn, sau đó ghi nhớ cái tướng màu trắng đó, rồi nhắm mắt lại cứ niệm trắng 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 trắng, niệm liên tục như vậy. Rồi khi mình niệm liên tục như vậy, nó sẽ xuất hiện cái vòng tròn trắng. Cái ánh sáng mờ mờ màu trắng đó, nhưng mình chớ có vội nhìn vào, chú tâm vào nó ngay và vẫn cứ tiếp tục niệm trắng 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 trắng, và vẫn vẫn mường tượng đến cái trắng đó, và cho đến khi nào cái ánh sáng đó nó ổn định, nó sẽ duy trì được rất là lâu, cả tiếng mà nó không còn bị mất đi nữa, hoặc là trải qua cả 1 tiếng 2 tiếng gì đó mà nó liên tục các thời không vậy, chứ mình đừng vội chuyển sang nó ngay ấy. Mình cứ tiếp tục niệm trắng trắng ấy, thì khi nó ổn định, nó vững chắc, nó sáng rõ lên rồi, lúc đấy mình mới để tâm vào cái vòng tròn ánh sáng trắng trắng mờ mờ đấy. Khi để tâm vào đấy rất nhẹ nhàng và vẫn tiếp tục niệm trắng 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 trắng, vẫn cứ phải niệm như thế, niệm cho đến khi nào mà cái ánh sáng đó nó không bị mất đi nữa, nó có thể duy trì liên tục suốt thời tiền 1 tiếng 2 tiếng 3 4 tiếng liền, rồi dần dần nó càng lúc nó càng sáng rực lên. Thì lúc đấy mình mới được chú tâm ở trên đó, rồi khi nó sáng rõ rồi mình mới không niệm nữa, mình chỉ chú tâm trên đấy thôi, còn nó còn yếu thì mình cứ phải niệm trắng 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 trắng, trong tâm cứ niệm như vậy thì nó sẽ giữ được. Và khi nào mình giữ được cái ánh sáng trắng ấy rồi thì phải mở rộng nó ra theo cái cách thức mở rộng tuần tự từng tí một, mở rộng ra, khởi lên cái ước muốn mong rằng nó mở ra một ngón tay, một gang tay, một dải tay, mở rộng dần dần khắp vũ trụ vô biên. Nhưng thì khi nào cái ánh sáng trắng đó mình giữ được rất là lâu suốt thời thiền và trải qua một thời gian dài mà nó không mất đi nữa, thì hãy làm đến những cái bước tiếp theo. Còn ở những cái bước như là nó còn hiện lên mất đi một chút chút như vậy, cứ tiếp tục mường tượng đến cái vòng tròn trắng và cứ tiếp tục niệm trắng trắng suốt thời thiền đi, để cho cái định nó còn rất là yếu, cần phải phát triển cho nó mạnh nữa nên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, khi con hành thiền niệm sắc chết thì con thấy thế gian có vô vàn cách chết, đau đớn khác nhau. Khi ấy con cảm nhận được bản thân con có thể chết theo bất cứ cách nào, từ cách ghê sợ nhất. Quan trọng là tu tâm ở hiện tại mà thôi. Cách con cảm nhận như vậy có được không ạ? Hay con nên tác ý thêm như thế nào nữa? Con xin tri ân sư ạ. Cảm nhận như thế cũng được, tức là mình suy xét thôi, cái cách đấy nó chỉ là khi mà mình niệm một cái xác chết bên ngoài thì cứ niệm xác chết bất tịnh liên tục không gián đoạn, là càng lâu càng tốt, duy trì cái hình ảnh xác chết đó càng rõ ràng, càng liên tục thì càng tốt. Còn khi mình quay lại niệm sự chết trên mình thì mình cứ niệm chắc chắn ta sẽ chết 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 chết, rồi mình cứ niệm về cái sự chết như vậy, rồi mình, thỉnh thoảng mình suy xét thêm về những cái cách thức chết. Đó là không thể lường trước được mình sẽ chết trong cái cách nào, có thể chết do bệnh tật, có thể chết do tai nạn, có thể chết do thiên tai, có thể chết do chiến tranh, có thể chết do thú độc, thú dữ nó cắn, có thể chết do ác nhân người ta hãm hại, có thể chết bất đắc kỳ tử, có thể do nghiệp nó đến rồi chết, có thể do thọ mạng hết chết, có thể ngộ độc mà chết. Nên là khi mình suy xét như vậy, nó sẽ làm cho mình tăng trưởng cái trí cái thức tỉnh về cái sự chết đi, để nó có một cái niềm tin như thật rằng chắc chắn mình phải chết, đó là sự thật và mình phải tin sự thật đó, mình thể nhập với sự thật đó, mình không còn hoài nghi gì sự thật đó nữa, thì mình mới thấy rằng cái cuộc sống rất ngắn ngủi, rất mong manh, rất giả tạm, rất vô thường.
Thì cái lúc đấy nó sẽ đắc được cái thiền chữ chết. Còn ngày nào thì cái suy xét đấy nó hỗ trợ cho cái chánh niệm nó mạnh thêm, cái chánh niệm về cái niệm chết đó nó mạnh thêm, thì có cái suy xét đó có lợi ích. Nhưng suy xét với một cái tâm thấu hiểu, thấu rõ, chứ không phải suy xét với cái tâm tiêu cực sợ hãi nhá. Không có suy xét với cái tâm tiêu cực như là cái người chán đời, người ta chỉ mong là sao ta chết được bằng cách này cách kia, thì cái tâm bất thiện đó không 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 đúng. Còn cái tâm mình suy xét để hiểu rõ, để thấu hiểu, để nhận thức ra, để thức tỉnh ra, thì càng suy xét như vậy cái tâm mình nó càng hoan hỷ, cái tâm của mình nó càng sáng ra, cái tâm của mình nó càng cảm thấy buông xả, và cái tâm của mình nó càng cảm nhận được cái sự mong manh vô thường, giả tạm, giả tạm bợ của cái thân này, thì nó phát sinh trí tuệ, phát sinh ra hỷ lạc, và mình sẽ đắc định được nhờ cái niệm trên đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả thiền sinh ạ. Dạ, con xin kính ảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi, con có người bác nuôi gà và giết gà. Khi con đến nhà bác ấy, giờ đây con đã biết đến Phật giáo rồi, con khuyên bác ấy không còn giết gà nữa. Nhưng nếu bác con vẫn giết, làm thịt gà và con quyết không ăn thì sẽ giữ được tám giới đúng không ạ? Con xin chi cho ân sư ạ. Nếu mình mà thấy người ta giết, mình nghe cái con vật đó, mình thấy con vật bị giết, nghe con vật bị giết, hoặc mình nghĩ rằng người đó giết đãi mình thì không nên ăn. Vì mình ăn như thế nó phạm vào cái giới là mình không giữ tam tịnh nhục cơ. Ăn như vậy cái món ăn đó là bất tịnh, có lỗi lầm, có ô nhiễm về giới ở trong đó. Còn nếu như mà mình biết rằng cái nhà này là nhà sát sinh, đến đấy người ta làm những cái món đấy thì mình không nên ăn. Nếu như là dù mình giữ năm giới cũng không nên ăn, chứ đừng nói giữ tám giới. Còn nếu mà mình giữ tám giới thì cũng không nên ăn, và mình hiểu rằng cái giữ tám giới là không ăn thịt thời đó. Còn cái giới đó là nó giới nó liên quan đến món ăn có thanh tịnh hay không, cái món thịt đó mình ăn nó có thanh tịnh hay không. Thì với một cái người thân mà cứ cố chấp làm những việc ấy, thì mình nên hướng người đó hiểu về nhân quả nghiệp báo bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Mình nói không được thì mình hãy khuyên vị đó đi chùa để nghe giảng pháp, thọ tam quy ngũ giới, giữ giới, tìm hiểu về pháp Phật, tức là cho vị đó tiếp với những lời dạy của Đức Phật, biết được nhân quả nghiệp báo. Nào vị đấy tin về nhân quả nghiệp báo rồi thì vị đấy sẽ tự động từ bỏ cái tội lỗi ấy. Còn nếu như người đó chưa tin nhân quả nghiệp báo thì vị đó sẽ không không từ bỏ cái tội lỗi ấy. Thì đó là ai tạo nghiệp gì thì để đi theo nghiệp của người đó thôi. Còn mình can thiệp được hay không thì nó còn tùy duyên. Có người mình nói được, có người mình cũng không nói được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả thiền sinh ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi về sự việc như sau. Khi con đi lơ đễnh, đi qua vị tỳ kheo và quên không khởi lên tâm thành kính, quên không đảnh lễ, đi qua rồi con mới nhận ra bản thân vừa quên. Khi đó con có phạm phải lỗi gì không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thực ra cái lỗi thì nó cũng không hẳn là lỗi, nhưng mà nó có một cái là do cái tâm của mình là cái tâm thành kính nó chưa được mạnh. Đó là cái ví dụ một cái người mà có cái tâm thành kính mạnh rồi, khi người ta đi trước đến nơi nào có thờ Phật ấy, thì người ta sẽ khởi lên tâm cung kính ngay. Khi nào người ta thấy ở đâu có pháp, người ta khởi lên tâm cung kính ngay. Khi nào người khởi thấy một vị chư tăng, người ta khởi lên tâm cung kính ngay. Và đối với một cái người mới vào đạo thì cái này nó đôi khi nó chưa được thuần, tức là cái tâm đấy nó chưa được thuần thành, nhớ mà có lúc mình quên. Cũng như là cái người mới mới tu tập vậy, khi mình thọ giới rồi mà có lúc mình giữ, mà có lúc mình quên, vô tình lại vẫn phạm. Nhưng mà khi mà trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm rồi thì cái tâm đấy bắt đầu nó thuần hóa dần dần, thuần thục dần dần, rồi dần dần nó sẽ không quên nữa. Nhưng mà khi mà mình nhận ra như vậy, mình có cái tâm hổ thẹn, thì sau này dần dần mình sẽ được thuần hóa, và dần dần mình sẽ không còn quên nữa. Còn người không nhận ra thì sẽ tiến bộ chậm, còn mình còn có nhận ra thì mình sẽ có tiến bộ.
Nhưng mà cái gì nó cũng vậy, nó phải có thời gian nó mới thuần hóa, thuần thục dần dần. Thì cái tâm một cái người Phật tử vậy sẽ thuần thành dần dần theo năm tháng, cho nên cũng đừng quá lo, rồi dần dần mình sẽ thuần thành cái điều đó thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Huệ Thanh Bình ạ. Dạ, con kính bạch sư, con năm nay 30 tuổi, có gia đình và hai bé, một bé 8 tuổi, một bé 7 tuổi. Sau khi tiếp xúc với Phật Pháp, con có tâm muốn xuất gia, nhưng con nghe nói không được vì có con nhỏ. Xin sư chỉ dạy cho con là thân nữ, như con muốn xuất gia thì cần phải như thế nào? Và nếu không được xuất gia thì con sẽ tu tập như thế nào để đạt được sự lợi ích ạ? Con xin kính chiên sư ạ. Mà là người nữ đi xuất gia thì mình phải được những cái người thân đồng ý, như là có thể là cha mẹ đồng ý, hoặc là đi mình có chồng có con mình phải có cái trách nhiệm nghĩa vụ, như được chồng đồng ý ở nhà nuôi con cho, hoặc là có những cái người thân sẽ hỗ trợ cho mình nuôi những cái đứa con để cho mình, nếu như mình có cái duyên tốt được mọi người hỗ trợ, được cả những người thân ủng hộ như vậy ấy, thì mình xuất gia nó mới thuận lợi. Còn nếu như mà mình không có cái thuận duyên đấy thì chứng tỏ là mình chưa gieo duyên, chứ ở trong kiếp trước mình chưa hộ trì cho người xuất gia nhiều, nên đời này mình muốn xuất gia chẳng ai hộ trì cho mình, nên là mình không thành tựu được. Nên là để mà được xuất gia ấy, cũng không phải là dễ. Phải phát nguyện xong là mình phải hoan hỷ với người xuất gia, và phải có cái tâm hộ trì người xuất gia. Cái người nào mà cứ hộ trì người xuất gia nhiều thì sau này mình xuất gia nó rất là thuận lợi. Còn người nào mà không hộ trì thì sau này mình xuất gia nó sẽ gặp khó khăn. Mình gặp khó khăn là do mình chưa có cái phước đó nên nó khó khăn như vậy đó. Nên là nếu như mình không thể bỏ trách nhiệm được, mà mình nếu như mình bỏ đi những đứa con nó khổ đau thì mình cũng có lỗi. Mình cần phải làm tròn trách nhiệm trời cho nó lớn lên, rồi sau đó mình mới nó tự lo được cho bản thân rồi. Thì lúc đấy mình còn cái tâm nguyện đấy thì hẵng thực hành cái tâm nguyện đó. Nếu như mình chưa có đủ cái thuận duyên để thực hành cái điều đó thì mình cần phải luôn luôn giữ cái tâm đó, luôn luôn mình cần phải hiểu rằng là xuất gia thì có nhiều cách, đó là thân xuất gia nhưng tâm chưa chắc đã xuất gia, có những người thân tại gia nhưng tâm lại là người xuất gia, tức là khi mình sống ở đời mà mình không không tham đắm hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian, mà mình luôn luôn sống hướng nội, tức là luôn luôn thấy lỗi nằm ở những cái phiền não bất thiện nó khởi lên, là mình luôn luôn gột rửa nó, hoặc là mình giữ giới hạnh, rồi mình có thời gian thì nghe pháp, học trau dồi những cái pháp cần phải học, có thời gian nữa thì mình ngồi thiền để tu tâm, để làm cho tâm được thanh tịnh. Rồi cái điều nữa mình muốn xuất gia được ở tương lai thì mình cần phải gieo những cái nhân như là phát nguyện xuất gia, hoặc là mình phải hộ trì những người xuất gia, thì sau này mình sẽ tạo được cái duyên, khi mình đi xuất gia sẽ có người hộ trì cho mình. Đấy là những cái duyên, và luôn luôn làm cái việc gì mình cũng phải nguyện, nguyện cho con. Ví dụ như là khi mình tụng kinh, khi lễ Phật, khi nghe pháp, khi ngồi thiền, khi bố thí cúng dường, khi làm việc phước thiện gì đó, mình đều phát nguyện là cầu mong cho con thành tựu được cái ước nguyện là xuất gia ở trong kiếp này, hoặc là ở trong đời kiếp tương lai, hoặc là đời nào cũng hướng đến là cầu mong cho con thành tựu được cái hạnh đó là xuất gia và giác ngộ giải thoát, đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau. Khi mình có những cái ước nguyện như thế cộng với những cái công đức, tức là khi mình làm những cái công đức cộng với những cái ước nguyện như vậy, và những cái công đức với cái ước nguyện đó nó mỗi ngày nó mạnh lên thì mới thành tựu được cái ước nguyện đó. Mình ước nguyện suông mà mình không tạo phước nó không thành tựu được. Cái ước nguyện này nó phải đi kèm với mình thực hành những cái công đức thiện nghiệp gì đó thì nó dần dần nó sẽ thành tựu được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư chỉ dạy cho con về sự việc như sau ạ. Trước đây, con có tự ý lấy tài liệu học tập của thầy giáo con gửi cho bạn con. Bây giờ con nhận ra đó là vi phạm giới trộm cắp. Con đã nói chuyện với bạn con, như vậy là trộm cắp, bảo bạn con xóa tài liệu học đi và con đã sám hối ở trong tâm. Một vị bảo con rằng khi có lỗi thì sửa lỗi là được, còn xin lỗi chỉ là nguôi ngoai đi cảm giác có lỗi. Đối với con thì con đã nhận lỗi với thầy giáo, khi đó tâm con khởi lên suy nghĩ sợ hãi quả báo của lỗi đó đến với con.
Ví dụ sau này bản thân vướng phải tiếng lơ trộm cắp khó khăn ở trong mọi việc, xin sư cho con hỏi tâm sợ hãi của con là thiện pháp hay bất thiện. Xin sư chỉ dạy thêm cho con cách để nguôi ngoai bớt cảm giác sợ hãi quả báo đó được không ạ? Dạ con xin Cái lắng tâm nghe. trạng hối, tâm đấy là trạng hối nhá, và tâm đấy cũng là bất thiện. Nếu như mình có những cái nỗi lầm, như mình đã từng lấy trộm cắp hay là làm những việc xấu bất thiện gì đó ở trong tương lai, và khi bây giờ mình nhận ra đó là bất thiện, ngay khi mình nhận ra cái việc đấy là việc bất thiện rồi, mình khởi lên cái ý nghĩ ta sẽ không làm việc này nữa, khởi lên cái ý nghĩ đấy thôi đã là sám hối rồi, và mình có cái sự thay đổi rồi, mình thọ trì giới từ nay không lấy trộm cắp nữa, và điều đó mình có thể sám hối xin lỗi thì càng tốt. Dù mình không xin lỗi mà mình chỉ cần khởi lên cái tâm xấu hổ, ghê sợ cái tội đấy và xấu hổ cái tội đấy, và có cái ý nghĩ ta sẽ từ bỏ cái hành động như vậy, không làm cái việc như vậy trong tương lai nữa, quyết định như vậy. Thì khi mình có cái sám hối và cái xin lỗi cái người mình có lỗi, thì cái điều đó nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ ngăn ngừa mình cao độ hơn, nó làm như là một cái lời khẳng định rằng mình không bao giờ làm chuyện xấu như vậy nữa. Nó giống như là một cái lời hứa, nó giống như một cái lời nguyện, nó giống như là một cái sự quyết tâm từ bỏ cái hành động đấy, từ bỏ cái lời đấy. Mình không che giấu cái nỗi lầm ấy và sẵn sàng nói cái nỗi lầm đấy ra cho người khác biết, để người khác luôn luôn thức tỉnh mình, thì cái điều đó nó tạo ra một cái ấn tượng rất thâm sâu ở trong nội tâm, và nó khiến cho mình nhớ suốt đời không bao giờ quên, và nó sẽ làm cho mình không bao giờ vi phạm vạn lần sau nữa. Thì điều đó là tốt, có sự sám hối, có sự xin lỗi, có sự từ bỏ rồi, thì mình hãy hoan hỷ với điều đó, hãy hoan hỷ với cái điều mà mình sám hối đó, cái điều mà mình đã nhận ra đó, và hãy quên cái nỗi lầm đó đi, đừng trạng hối nữa. Còn sống đời phàm phu không có nỗi này nỗi kia, chẳng ai nó không có nỗi, nhưng mình biết sám hối, biết từ bỏ là được rồi. Chứ nếu như mà cứ để cho cái điều đó nó day dứt ở trong tâm, nó khởi lên cái sự hối tiếc, khởi lên sự bất an đấy, thì đó là bất thiện pháp, đó là cái tâm bất thiện, và cái tâm đó làm cho mình càng ngày càng thấp kém đi chứ không cao thượng lên, và nó làm cho mình tạo thêm tội lỗi ngu si ra, chứ nó không có trí tuệ sáng suốt ra đâu. Nên là hãy suy xét đến cái bất nợ của cái trạng hối đó và từ bỏ cái trạng hối đó đi, rồi hãy nỗ lực học và thực hành pháp thêm nữa, chứ không nên níu giữ cái hối tiếc đó làm cái gì, không lợi lạc gì hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Nguyên Tuệ. Dạ, con bạch sư, con có câu hỏi muốn được sư giảng ạ. Mẹ con là một Phật tử, mẹ con có nghe pháp, tin nhân quả, nhưng mẹ con vẫn còn mua lấy số và đánh số đề. Mỗi tháng cứ trúng 3 ngày liên tục và có khi trúng số đề nhiều hơn 3 lần. Mỗi lần trúng tầm gần 1 triệu, mẹ con dùng số tiền đó để tiêu vặt, đi đám giỗ và cho người nghèo. Mẹ con không xin tiền con cái hay bất kỳ ai để mua lấy số và đánh đề. Hành động trên có phải là thiện nghiệp không ạ? Có phải nghiệp thiện không ạ? Không nhá, hành động đấy không phải thiện nghiệp, hành động đấy là bất thiện. Và cái hành động đấy nó tạo ra cái tâm tham rất là lớn, tham khủng khiếp luôn ấy, và khi nào mất thì hối tiếc cực kỳ, và khi được ấy thì rất là tham, rất là thích thú. Cái này nó cũng giống như là một cái trò chơi, nó có cái chất say nghiện ở trong đó, khi đã chơi cái đấy rồi nó say sưa, mà nó giống như nó bị nghiện và nó bị chi phối. Cái tâm của một cái người mà chơi cái trò đấy sẽ luôn luôn bị phóng dật, luôn luôn bị cái tâm nó chi phối. Nhưng cái người đấy đánh nô đề xong rồi, cái tâm nó luôn nghĩ về cái chuyện này mai mình trúng hay là mình thua, được thì hân hoan, thì hân hoan cái hân hoan bất thiện, hân hoan trên pháp bất thiện, mất thì trạo hối trên cái pháp bất thiện. Vậy cái pháp đấy trước sau đều là bất thiện, được cũng bất thiện, mất cũng bất thiện, dùng cái việc đó đi làm việc thiện khác cũng chẳng bù lại được cái pháp bất thiện trong tâm nó khởi lên ấy, cái tham, cái phóng dật, cái hối tiếc, cái tâm đấy mới nguy hiểm, nên nên từ bỏ cái pháp đấy. Nếu mà biết Phật pháp nhưng chưa thấu, chưa 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 thấu đạt, chưa thấu đạo, nên là vẫn còn bị cái tâm cái phóng dật đó nó chi phối.
cái nên bỏ đi thì mới viên mãn được cái giới hạnh. Không, còn nếu mà còn chơi cái đấy là giới vẫn chưa thanh tịnh, hay là dùng sống bằng cái dù mình có được những cái món tiền mình sống bằng cái đấy cũng là tà mạng chứ không phải chánh mạng. Cái đấy, cái pháp đấy là pháp đáng xấu hổ, đáng sợ hãi, đáng nên từ bỏ, không nên thực hành pháp đấy nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Lệ Trang ạ. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ sư. Thưa sư, con đã 48 tuổi, bị bệnh khớp nhẹ, thường đau nhức khi thời tiết thay đổi, một nửa mặt bên trái bị lật không tự chủ được từ 10 năm nay, từ 10 năm 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 nay, không chữa khỏi, khi lật nhiều thì tiêm một thuốc làm cứng các dây thần kinh để không bị đực. Với tình trạng này, con có thể thực hành pháp thiền hơi thở và có cơ hội thành tựu với pháp thiền này không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái bệnh mà nó bị nặng như vậy chữa không được là do nó bị nghiệp, bệnh nghiệp của mình, nên là mình đánh đập hoặc mình sát sinh, anh làm đau khổ chúng sinh khác nhiều, nên bây giờ cái quả bất thiện nó trổ, cho nên là mình sẽ mang cái nghiệp đó rất là lâu dài. Cái bệnh, bao giờ bệnh nó cũng sẽ là chướng ngại cho đường tu, nhưng nếu như một cái người có quyết tâm lớn, có kham nhẫn lớn thì vẫn hành được. Tức là có những người thực hành pháp trong những cái đau khổ, trong những cái đau đớn này vẫn thực hành được. Thuở xưa có một vị tỳ kheo, thế là cái vị này là một nhà triệu phú, có hai anh em, vị đấy từ bỏ cái tài sản cho người em rồi đi xuất gia. Và khi mà cái người vợ của người em nghĩ rằng biết đâu một ngày nào ông lại bỏ xuất gia, ông về lại phải trả lại tài sản cho ông, nên là cái vị này thuê người đi giết cái vị tỳ kheo ấy. Thì khi cái bọn cướp vào rừng mới hỏi vì muốn giết, thì vị sa môn ấy mới hỏi tại sao lại giết tôi, vì vị nơi nói là em dâu ông thuê thì giết, thì là vị bảo là hãy cho ta sống mỗi một đêm nay thôi. Nhưng mà vị cướp này nó không tin, nó bảo là ông trốn đi thì sao, nhưng mà ta sẽ làm cho các ngươi tin, nó là vị ấy lấy đá đập vỡ đầu gối mình, ở đây đã tin chưa, giờ ta không thể đi nữa, cho ta sống mỗi đêm nay để ta tu mai giết. Và đêm hôm đấy vị đấy thực hành thiền trong cái tâm, trong cái cảm giác đau đớn ấy mà vị đã chứng được A-la-hán. Vậy đôi khi cái đau khổ đôi khi nó lại làm cho người ta thức tỉnh ra, nó làm cho người ta ly dục cao hơn, nó làm cho người ta quyết tâm cao hơn, làm cho người ta kham nhẫn cao hơn, nó làm cho người ta thấu hiểu được cuộc đời là bể khổ. Cho nên người ta có thể luôn luôn quán cái thân này là khổ, cái cuộc đời này là khổ, cho nên người ta nhàm chán cao độ hơn. Vì vậy cho nên là có những người ở trên đời người ta khổ lại là một động lực để cho người ta tu tập. Nên là có những người khổ thì không tu được, nhưng có những người khổ mà có cái tâm mạnh mẽ, có cái chí mạnh mẽ vẫn thực hành được. Vậy cho nên là những người giác ngộ là giác ngộ các sự thật về khổ mà. Ai thấy được khổ thì cái người đấy càng nhanh giác ngộ. Vậy cái người nào càng có những cái nỗi đau khổ về thân mà có cái trí tuệ quan sát được cái nỗi khổ này là cái sự thật ở cuộc đời này, chẳng ai nào không khổ, mình khổ, nhưng mà những cái chúng sinh nó mang những cái thân súc sinh, nó không có ăn, nó không có chỗ ở, nó không có quần áo mặc, nó cắn xé lẫn nhau, nó còn khổ hơn những chúng sinh ở địa ngục ngạ quỷ, còn khổ hơn những cái chúng sinh cụt chân cụt tay mù điên ngọng câm, người ta còn khổ hơn. Vậy mình còn chân tay, chỉ một chút cảm giác đau đớn này chưa đáng kể gì. Hãy cố gắng tu tập với người có nghị lực như vậy, có chí nguyện như vậy, thì cái người đấy tu sẽ đắc thiền rất nhanh, đắc đạo rất nhanh, giải thoát rất nhanh. Nên cứ tu tập thì đừng có sợ, càng khổ thì càng đau đớn thì càng dễ tu tập, nên cứ cố gắng mà tu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Duy Khánh ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi con chú tâm lên hơi thở thì vùng xung quanh miệng của con có cảm giác nặng và cứng. Vậy thì thế nào, làm thế nào để khắc phục ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đấy là do có thứ nhất là chú tâm mạnh quá, thứ hai là để tâm nó đi vào trong da này mạnh quá, sát da quá, thì cái khắc phục đó là nới lỏng cái tâm ra, giảm bớt cái mức độ chú tâm đi, giảm bớt cái mức độ quan sát đi, tập trung tâm nhẹ hơn một tí, quan sát mơ hồ hơn một chút, đừng rõ ràng quá, và để cái tâm nó vào một cái điểm nhỏ, nó cách cái da ra một chút xíu, đừng để nó sát vào da quá.
thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ tự nhiên hơn, nó thoải mái hơn, thì nó sẽ có chất lượng định tốt hơn. Còn nếu như cứ thực hành như vậy, nó sẽ cứng ra như vậy là nó bắt vào trong những cái đặc tính của tứ đại và nó không có phát triển định tốt hơn được, nên là phải điều chỉnh lại mức độ chú tâm và để nới lỏng cái tâm ra một tí, nó sẽ hết cái hiện tượng đấy đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, con có câu hỏi là giáo pháp của Đức Phật ở cõi trời có tồn tại lâu hơn cõi người không? Nếu giáo pháp ở cõi trời tồn tại lâu hơn, thì khi giáo pháp ở cõi người không còn nữa, tại sao các vị chư thiên không mang giáo pháp xuống cõi người để phục hưng lại giáo pháp ạ? Con xin tri ân sư ạ. Giáo pháp ở cõi trời có tồn tại được lâu hơn nhưng mà tồn tại dưới một cái hình thức khác. Như giáo pháp ở cõi người tồn tại thì có cái hình thức đó là có người xuất gia, có sự thuyết giảng pháp và có người chứng ngộ giáo pháp. Đấy là cái sự tồn tại ở cõi người, nhưng mà cõi người được một thời gian thì sẽ dần dần sẽ mai một đi và sẽ mất đi, sẽ không còn nữa. Có thể là ở cõi người mất đi rồi nhưng cõi trời chưa chắc đã mất. Cõi trời vì cái tuổi thọ cao hơn, vị chư thiên người ta sống hàng triệu năm, nhiều triệu năm, chứ giáo pháp không thể tồn tại đến hàng triệu năm được. Giáo pháp chỉ tồn tại được mấy nghìn năm là hết thôi. Nhưng mà các vị chư thiên chứng đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, nhưng người ta vẫn sống ở đấy tới hàng nghìn năm và người ta vẫn thuyết giảng Phật pháp cho nhau nghe, người ta vẫn dạy các cái pháp học pháp hành cho nhau nghe được ở các cõi chư thiên đó. Nhưng mà các cõi chư thiên ấy không có tỷ, tức là không có người xuất gia. Các cõi chư thiên chỉ có hàng cư sĩ chư thiên thôi, vẫn có thiên nam thiên nữ dưới hình thức của người cư sĩ, và người ta vẫn có những bậc thánh nhân là chư thiên ở các cái cõi thiên giới ấy. Và khi mà cái cõi nhân gian này giáo pháp mai một, giáo pháp suy mạt đi rồi, thì lúc đấy là do cái người đời ở cái thế gian này hết hết duyên với Phật pháp rồi, cho nên dù các vị thiên có muốn đem giáo pháp xuống cũng không đem được vì không có duyên. Ngay cả bây giờ, ngay cả khi giáo pháp còn ở đời hay khi Đức Phật còn ở đời cũng vẫn chứ cũng chỉ độ được người có duyên thôi, người vô duyên thì cũng không độ được. Và khi mà giáo pháp bị suy thoái mạt rồi, không còn tồn tại nữa, đó là do những người có duyên với pháp hết. Thì lúc đấy các chư thiên biết rõ điều đấy nên chẳng làm được gì, chẳng ai can thiệp được vào cái nghiệp của người khác, vào cái duyên nhân duyên của người khác. Ngay như là những người thân của mình nhé, có những người có những cái bậc tu đắc đạo chứng đến A-la-hán rồi về độ cha mẹ chưa chắc đã độ được, hay là những người biết đến Phật pháp, học Phật pháp nhưng mà độ ngay cả những người thân nhất của mình chưa chắc đã độ được. Nói gì các vị chư thiên ở đâu đâu, chả phải là người đến đây nói ai nghe. Người với người nói nhau còn chả được, nên là chư thiên xuống đây nói ông là thiên ông tu đắc được, tôi là người tôi làm sao tôi đắc đạo được. Nên thì vậy cho nên Đức Phật không ra đời ở cõi thiên mà toàn ra đời ở cõi người là vậy. Người dạy con người còn chưa được, chư thiên sao dạy được vậy đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Liệu Thảo ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con với một người lúc họ sống không quen biết nhau, sau khi người đó chết, con làm việc phước thiện hay đọc kinh mà chia phước lành đến người đó, vậy người đó có nhận được không và có hoan hỷ không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà mình chia phước đến người nào mà người đấy nghe được, biết được, hiểu được cái việc làm của mình, thấy được việc làm của mình, hiểu được việc làm của mình, tin rằng cái đó có công đức rồi tùy hỷ theo cái việc đó mới mới nhận được. Còn nếu như người đó không biết, không nghe, không thấy, không hiểu, không tin thì không nhận được. Vậy khi mình chia phước cho người còn sống thì mình phải nói rõ cho người đó biết rằng hôm nay tôi làm cái việc phước này như thế này. Nếu như ngươi xin có những cái phước lành này xin chia đều đến tất cả các vị, thì những vị nào hiểu thấy tin vào điều đó thì mới có phước, người nào không nghe không thấy không hiểu không thì không có phước được. Cũng vậy khi mình chia phước đến những người đã quá vãng, những người chết cũng vậy. Nếu như những người đó là các vị dạ xoa chư thiên hay là ngạ quỷ mà người ta thấy, người ta nghe, người ta tin, người ta hoan hỷ theo thì người ta cũng mới nhận được. Còn nếu như người ta không thấy không nghe không tin không hiểu thì người ta cũng không nhận được. Thì cái này nó mình chia thì chia, còn ai nhận được thì nhận,
ai không nhận được thì thôi, chứ không phải là cứ chia cho ai mà người đó sẽ nhận được đâu. Cái này nó không chắc ăn lắm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Bình Dương ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Dạ, thưa sư, sư có thể giảng giải ngắn gọn cho con thế nào là danh, thế nào là sắc, được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Danh sắc thì rất là nhiều, rất là sâu rộng, và để mà giảng giải được danh sắc mất rất nhiều thời gian, là cả một cái hệ thống giáo lý, cả những cái pháp chân đế. Muốn học, muốn hiểu được thì cứ học hết cái bộ vi diệu pháp ấy, vi diệu pháp rất là dày, rất là nhiều thì mới hiểu được. Nhưng mà cũng có thể học trên một cái bảng tóm tắt thôi, có một cái bảng nêu về danh pháp đó, mà mình học mình hiểu được 28 loại sắc. Đó là sắc, mà sắc này trên thân mình thì nó có 28 loại sắc này. Nó là đất nước lửa gió ở trên thân mình này. Người đấy phân tích ra được những cái sắc ở trên mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, thì nó cũng là cái vật chất. Sắc thì nó thuộc về vật chất ở trên thân của mình, nhưng mà sắc thì nó đều là tứ đại. Khi mình quán tất cả vật chất, nó đều là đất, là nước, là lửa, là gió, màu, mùi, vị, có dưỡng chất. Những cái sắc do nghiệp thì nó có sắc mạng quyền, hoặc là nó có nhãn nhĩ tị thiệt thân, nhĩ tị sắc, có sắc mạng căn, có sắc giới tánh, rồi có những cái sắc do tâm sinh, sắc thời tiết, sắc vật thực sinh. Thì những người nào thực hành thiền tứ đại sẽ tuệ tri phân tích ra được cái sắc ấy. Còn mình học ở trên lý thuyết thì sẽ có 28 loại sắc ấy, và có những cái mỗi sắc nó có những cái đặc tính, có chức năng, có thể hiện, có cái nguyên nhân sinh ra nó. Thì mình cần phải thực hành thiền tứ đại sẽ quán được nó, tuệ tri được nó, phân tích được nó, thấy rõ được các cái sắc ấy. Thì khi nào mình thực hành thiền tứ đại, chứng đắc được thiền tứ đại, mình sẽ thấy được các cái sắc này. Còn danh là các cái tâm và các cái tâm sở, nó cũng ở sáu căn, nó nương vào các cái sắc thần kinh, như là nương vào nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, và sắc ý vật, sắc ý môn, và nó sinh lên các cái tâm này. Thì nói chung lại là có 89 tâm vương, hay là 121 tâm, và 52 tâm sở. Thì các cái tâm nó sinh lên theo những cái tiến trình tâm. Và nó khi người nào phân biệt được sắc rồi, sau đó mình sẽ quay sang phân biệt được danh này, bằng cái sự thực hành thiền tuệ. Thì lúc đấy mình sẽ phân biệt danh ở các cái hàng, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý ở sáu hàng đó, thì mình sẽ phân tích ra được các cái tâm và tâm sở. Mình phân biệt ra được cái tâm ở dục giới nó có những cái tâm gì, nó có những cái tâm thiện, có những cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện đấy, có những cái tâm, rồi nó có những cái tâm quả, rồi có những cái tâm duy tác, cái tâm vô nhân, nó có rất nhiều các cái loại tâm khác nhau. Và mình sẽ hiểu được các cái tâm ấy khi mình học cái bảng về tâm ấy, và mình sẽ tuệ quán được nó khi mình phân tích ra được các cái tâm này. Khi mình phân tích xong được sắc rồi thì sẽ phân tích được tâm này, rất là dễ, không có khó, nhưng mà phải có định thì mới phân tích ra được. Hoặc là người chứng các tầng thiền thì sẽ phân tích ra được các cái lỗ tâm thiền. Ví dụ như là một cái người vào sơ thiền, nó sẽ có một cái nộ tâm, đó là khi mà cái tâm dục giới nó dừng lại, một cái ý môn hướng tâm nó khởi lên, rồi sau đó nó có một cái tâm chuẩn bị cận hành, tâm thuận thứ, tâm chuyển tộc và tâm an chỉ, nó đi theo một cái tiến trình tâm như vậy. Thì đó là các cái tâm của các cái tầng thiền. Mỗi một cái tiến trình sát na tâm nó có số lượng tâm khác nhau. Ý môn hướng tâm nó có 12 tâm, chuẩn bị 34 tâm, cận hành 34 tâm, thuận thứ 34, chuyển tộc 34, an chỉ 34 tâm. Nên nó còn có cái số lượng từng tâm như vậy, như thức, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tâm tứ, thắng, giải. Thế thì nó có từng tâm, mỗi một cái tâm nó có cái đặc tính khác nhau, nó chức năng, nhiệm vụ khác nhau, có sự thể hiện khác nhau, có nguyên nhân sinh cho nó khác nhau. Mình cần phải phân tích tuệ quán được nó thì mình mới hiểu ra được cái tâm nó có cái dòng tương tục như vậy. Thì phân tích ra được sắc thì mình không còn chấp sắc này là tôi của tôi, cái tự ngã của tôi. Phân tích ra được tâm thì mình không còn chấp ra được cái tâm này là linh hồn, và lúc đấy mới thấy rằng cái tâm nó không phải là linh hồn, mà nó chỉ là cái thức do duyên nó khởi lên thôi. Thì lúc đấy mình mới thấy ra được cái tâm này, cái thọ tưởng hành thức này không phải là tôi, mày của tôi, mày tự ngã của tôi nữa. Thì lúc đấy mình mới đạt được đến cái sự vô ngã, mới thấy được cái vô ngã ở cái tâm, thấy được vô ngã ở cái thân. Thì lúc đấy mình mới hết được tham ái với thân tâm, hết chấp thủ, thì dần dần đi đến giác, giải thoát khỏi cái tái sinh do cái tham ái chấp thủ với thân tâm. Thì đấy là cái hiểu được cái thân tâm ấy phải thông qua thực hành thiền tuệ, phân tích danh sắc. Chứ còn hiểu trên lý thuyết thì cũng không có lợi lạc.
mà phải tuệ quán được nó trên sự thực hành thiền. Vậy cứ phải thực hành thiền cho tâm có định, rồi sau đó mình sẽ phân tích ra được cái danh sắc này. Dạ con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Lan Anh ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, nếu khổ là để lễ tu tập thì việc mình đi giúp đỡ thiện nguyện cho những người nghèo khổ là điều có nên làm không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Giúp đỡ người khác là việc tốt, là cái việc có nên làm, là cái việc nên làm. Khi mình giúp đỡ như vậy, mình sẽ tạo ra được những công đức, những cái thiện nghiệp. Nhưng chỉ có điều là khi mình giúp đỡ những người ấy, mình sẽ khởi lên tâm gì? Mình có thể giúp đỡ người ấy với từ tâm, thì khi mình càng giúp đỡ thì cái tâm từ nó càng lớn lên. Khi mình giúp đỡ vì mình thấy người khác khổ đau, mình thương hại, thương xót với cái lòng bi mẫn, thì khi mình giúp đỡ cái lòng cái tâm bi của mình nó sẽ mạnh lên. Khi mình giúp đỡ với cái tâm xả không yêu không ghét thì cái tâm xả của mình nó sẽ mạnh lên. Khi mình giúp đỡ với cái tâm tham ái thì cái tâm tham ái nó mạnh lên. Khi mình giúp đỡ với cái tâm sân hận thì sân hận nó mạnh lên. Khi giúp đỡ với tâm ngã mạn thì ngã mạn nó mạnh lên. Vậy khi mà mình cái hành động của mình như nó không quan trọng, mà cái tâm mình nó khởi lên trong lúc mình làm ấy mới quan trọng. Mình làm ấy với cái tâm gì thì mình cần phải nhìn vào cái tâm của mình trong lúc mình làm ấy. Và với một cái người mà muốn đoạn trừ phiền não chứng đắc niết bàn thì phải thực hành những cái pháp như là thiền chỉ thiền quán. Còn với một người mình muốn tạo những công đức, những phước lành ở thế gian thì mình hãy đi làm những cái công đức đấy, đi giúp đỡ mọi người, thì sau này mình có rất nhiều công đức. Nếu như tích tụ tích lũy những công đức ấy được nhiều thì sau này mình sẽ làm vua cõi trời, giống như thiên chủ đế thích ngày xưa toàn đi làm những việc đó, giúp đỡ mọi người, làm những cái việc lợi ích cho xã hội, và sau này sinh lên trời làm vua. Sau này có thể mình sinh không làm vua cõi trời, mình sinh ra mình làm vua của cõi nhân gian, hoặc là làm những người có chức vụ chức quyền rất là lớn, có danh vọng lớn, chức quyền lớn, tài sản lớn, công đức lớn, thì mình làm những cái việc đấy nó đem lại cái phước thế gian như vậy đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Meta. Dạ con kính thưa sư, xin sư giải thích cho con hiểu cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ là ý nghĩa như thế nào ạ? Cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thì cái cõi này là muốn thể hiện là cái tâm thức trú ở trong cái trạng thái đấy, và cũng lấy cái tên trạng thái đấy đặt cho cái cõi đó. Ví dụ một cái người mà trú vào một cái trạng thái tâm lấy cái đối tượng là hư không vô biên làm đối tượng, tức là cái người đấy khi phải chứng được tứ thiền sắc giới rồi, vì ấy sẽ vượt qua cái tầng thiền sắc giới đó, thấy cái bất lợi của cái sắc thân này, và vì ấy thích thú với cái trạng thái không có sắc thân, trú vào một cái trạng thái không có thân, không có vật chất nữa, vì ấy mở rộng ra cái tâm mình ra khắp vũ trụ vô biên, nên được gọi là không vô biên xứ, vì cái tâm của vị ấy mở rộng ra khắp vũ trụ vô biên, rồi vị ấy trú trong cái trạng thái không vô biên xứ đó, lấy cái không vô biên xứ đó làm đối tượng để trú tâm ở trong đó, và cái tâm nó không còn nương vào vật chất nữa, nó không nương vào sắc thân này nữa, mà nó nương vào cái không vô biên xứ đó và nó trú ở trong đấy, thì vị đó sẽ tạo ra được cái thiện nghiệp về không vô biên xứ. Khi chết vị ấy trú ở trong đấy, vị ấy sẽ sinh về cái cõi không vô biên xứ, tức là cái cõi mà chỉ có cái tâm thức thôi, cái tâm thức nó trú trong cái trạng thái không vô biên ấy, chứ nó không có thân nữa, nó không còn vật chất, không còn liên hệ gì đến vật chất, không dính mắc vào vật chất, và vị ấy trở thành một chúng sinh sống ở cái cõi đấy, cái cõi vô sắc, vì nó không có sắc thân mà nó vẫn có tâm thức. Còn cái cõi thức vô biên xứ thì cái vị đó trú ở trong cái tâm của cái tâm không vô biên xứ đó thì được gọi là thức vô biên xứ. Tức là khi mà vị đó mở rộng cái tâm ra không vô biên xứ rồi thì cái tâm của vị đấy đang ở trong cái trạng thái đó là vô biên, thì vị đó trú vào cái tâm của cái tâm không vô biên xứ đó thì cái tâm đó là thức vô biên xứ, thì vị đó sẽ đạt được một cái mức định cao hơn. Thì và khi chết vị đó trú ở trong cái trạng thái đó thì vị đó sinh về cõi thức vô biên xứ. Rồi cái cõi vô sở hữu xứ là vị đó hướng tâm đến cái sự vắng mặt của hư không vô biên này,
tức là vị đó hướng tâm đến cái sự vắng mặt của không vô biên xứ, cho nên được gọi là vô sở hữu, là không có, là cái sự không có sở hữu gì, là không còn cái không vô biên xứ nữa, cái sự biến mất của không vô biên xứ, cái sự vắng mặt của không vô biên xứ đó, thì đó gọi là vô sở hữu xứ. Vì đó chú trông để tâm ở trong cái trạng thái ấy, chú tâm ở trong cái tâm ấy, thì vị ấy thành tựu được cái pháp thức vô sở hữu xứ, và vị đó sẽ sinh về cái cõi vô sở hữu xứ đó. Còn phi tưởng phi phi tưởng xứ là vị đó chú ở trong cái trạng thái mà nó vắng mặt của cái thức vô biên xứ đó. Đó, tức là cái vô tưởng, tức là không phải là không có tâm, không có thức, không có tưởng, còn là không còn thức nữa. Và cũng không phải là không còn thức, tức là cái tâm nó trở nên vi tế gần như là không còn, nhưng nó vẫn còn, chứ không phải là không, nhưng mà nó còn ở cái mức độ rất là vi tế. Đó là nó ở trong cái trạng thái của cái tâm của cái vô sở hữu xứ đó, cái thức cái phi tưởng là cái nó trú ở trong cái trạng thái đó, là cái tâm của cái vô sở hữu xứ. Vì đó chú tâm ở đấy, ở cái trạng thái nó rất là an tịnh, cái tâm nó rất là vi tế, nó khởi nên rất là yếu ớt, không rõ ràng, cho nên nó được gọi là phi tưởng. Mà không, phi tưởng là không có tâm, không có tưởng, nhưng cũng chẳng phải là không có tưởng, tức là nó vẫn còn dư sót một chút xíu. Thì vị đó trú ở trong cái trạng thái đấy, cái tâm vi tế tĩnh lặng ấy, thì sau này vị đó sinh về cái cõi đó, tâm nó trú ở cái cõi đó, nên được gọi là cái cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi cuối cùng ạ. Dạ, con bạch sư, trong kinh có gọi Đức Thế Tôn và Phật Tổ Như Lai, hai danh từ này có khác nhau về ý nghĩa hay không ạ? Xin sư giải thích cho con được hiểu ạ. Con xin tri ân sư ạ. Như Lai là cái danh xưng mà Đức Phật hay tự xưng mình là Như Lai. Vì khi mà Đức Phật nói rằng Như Lai xuất hiện ở thế gian là bậc ứng cúng chánh biến chi. Như Lai có nghĩa là một cái bậc đã đi đến mục đích, đã đi đến thành tựu, đã đi đến giải thoát, đã đi đến giác ngộ niết bàn. Nên là gọi là Như Lai là vậy đấy. Như là cái một cái bậc đã đến như vậy, Như Lai đã đến giải thoát, đã đến giác ngộ, đã đến niết bàn, đã đến chấm dứt khổ đau. Thì cái ý nghĩa của Như Lai là thế. Mà Như Lai thì chỉ có Đức Phật tự xưng mình là Như Lai, chứ những người khác không gọi là kính bạch ngài Như Lai, mà chỉ gọi là kính bạch Đức Thế Tôn. Vì Đức Phật có tới chín cái danh hiệu, chín những cái ân đức để một cái người có thể xưng hô với ngài: kính bạch Đức Thiện Thệ, kính bạch Đức Điều Ngự, kính bạch Đức Ứng Cúng, kính bạch Đức Thế Tôn. Thì gọi kiểu gì cũng được, xưng hô kiểu gì cũng được hết. Còn Đức Phật tự xưng thì Đức khi nói chuyện gì thì Đức Phật không có nói là Thế Tôn, mà chỉ người khác nói là ngài là Thế Tôn thôi. Còn Đức Phật thì luôn luôn tự xưng là Như Lai, Như Lai là xuất hiện ở đời. Dạ, con bạch sư đã hết tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Để mọi người hồi hướng nhé. Đi đam mê bụng nhầm ta sao quá khá dâm và ham hô tu. Đi đam mê bụng nhầm nít bà na sa hay cha dụ hô tu mà ma bụng nhầm bà gầm sa ba sa tha nam ba chê mi Tê sa bê mê ta mâm bún nhơ bà gâm na pan tu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.